Chợ đêm phường 3 được tài trợ từ nguồn vốn của Quỹ giảm nghèo Nhật Bản hỗ trợ sinh kế cho các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2018. Chợ có tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng trên diện tích hơn 3.500 m². Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng hoạt động nhộn nhịp, chợ tạm dừng hoạt động do lượng khách giảm dần. Đây là khu chợ được đầu tư khang trang nhưng bỏ hoang trong nhiều năm gây bức xúc cho người dân thành phố Đông Hà. Trong khi chợ đêm phường 3 được đầu tư khá bài bản và đảm bảo các điều kiện nhưng lại không phát huy hiệu quả, thì tại chợ phường 3 cũ, các tiểu thương lại đang buôn bán trong điều kiện chợ xuống cấp, không đảm bảo các yếu tố về phòng cháy, chữa cháy và trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy, tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã cho chủ trương sáp nhập chợ km 2 hay còn gọi là chợ phường 3 cũ vào chợ đêm phường 3 tại thành phố Đông Hà. Hiện nay các hộ tiểu thương đang tiến hành dọn dẹp, gia cố các ki ốt, quầy hàng để đưa chợ phường 3 vào hoạt động.